Này, là cô làm đúng không? Động chân động tay với ai đấy hả? Làm cái gì? Ngôi sao như tôi đương nhiên có nhiều phải làm rồi. Nào là quay quảng cáo này, đóng phim này. Ai những cái loại hết thời như cô? Thất nghiệp à? Lúc book thì không có, quảng cáo cũng không, đóng phim cũng không có. Chắc cô ở nhà đi. Dày mặt đến đây làm gì? Im đi. Hôm đó cô đã chuốc cho tôi say, đẩy tôi vào khách sạn. Vì cô mà tôi mang tiếng, tôi ngủ với nhà đầu tư để lấy vai diễn. Vì cô mà tôi mang tiếng là tôi đã phá hoại gia đình nhà người khác. Thì sao? Tôi làm thì sao? Bằng chứng đâu? Tất cả các video clip, hình ảnh đều chống lại cô cả. Hơn nữa, tôi còn là bạn thân của con gái ông ta nữa. Tất cả mọi người đều nghiễm nhiên tin tôi. Còn cái loại cô ấy, còn giáp thứ 13. Tôi đã làm gì cô mà cô làm với tôi như thế? Tôi là người đã đưa cô vào con đường diễn viên. Tại sao? Cô nói đi! Nói! Tại sao? Vì cô ngu chứ sao? Cậu dám! Nói cho có lại cô biết. Ở đây, nhất là cái showbiz này này, phải đạp lấy nhau mà sống hay chưa? Có lại ngu như cô á? Về quê mà chăn bò đi! Cậu dám nói cho thế á? Ôi là trời ơi! Chiến tranh giữa các vì sao à hả? Ôi là trời ơi! Má con nào không đây hả má? Ai cho phép má đụng vào con gà để trứng vàng của tôi hả? Anh nói thế là sao? Cô ta là gà để trứng vàng, thế còn em là gì? Là sao xịt, là sao đã hết thời chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi, tôi còn ai đang phải điên hết cả đầu để đi lo cái phốt của cô đây này mà vẫn còn chưa xong đây này. Tự nhiên bây giờ lại thêm một cái phốt là đánh đàn em. Xấu hổ chưa? Nhục mặt chưa hả? Anh Sáng, chính là cô ta đã hại em. Tôi không cần biết nhá. Ở đây ấy, ai đem lại lợi nhuận cho tôi ấy thì người đấy đúng nhá. Thư đang là con gà để trứng vàng cho tôi, được bao nhiêu nhãn hàng, bao nhiêu fan săn đuổi. Còn cô ấy, cô nhìn lại cái mặt mình đi. Đây, đây này, đấy. Đây nhá. Lại còn thêm cả cái phốt đánh đàn em nhá. Này, nhục mặt chưa, đẹp cái mặt chưa hả? Đoạn này chẳng phải là được trích xuất từ camera công ty à? Anh, là cô ta đã hại em. Tôi không cần biết nhá. Tóm lại ấy, ai nổi tiếng hơn thì người đấy thắng. Bây giờ ấy, mời cô về vườn đi là được rồi. Anh nói thế chẳng phải là có ý muốn đuổi em à? Tại sao anh lại phũ phàng với em như thế? Trong bao nhiêu năm qua, em đã đem về rất nhiều lợi nhuận cho công ty cơ mà. Này, cô lại định kể công đấy à? Hả? Thế bỗng nhiên mà cô nổi tiếng, bỗng nhiên mà cô có fan, bỗng nhiên cô có nhà lầu xe hơi, có tài sản bạc tỷ à hả? Đấy là đôi bên cùng có lợi thôi nhá. Tóm lại bây giờ ấy là mời cô lướt đi cho nước nó trong nhé. Xin chào mọi người đã đến với kênh của Anh Nông Dân. Và ngày hôm nay ấy, mình sẽ đưa mọi người đến một nơi cực kỳ đặc biệt. Đấy, đó là... Ok. Đi đứng kiểu gì đấy? Cậu có làm sao không? Đau quá. Linh. Có phải Linh không? Tôi không phải là Linh. Anh nhìn nhầm người rồi. Nhầm làm sao được mà nhầm nhỉ? Đúng là Linh rồi. Này, Trung đây. Học từ mẫu giáo đến cấp 3 mà lại không nhớ à? Nhìn lại đi, Trung đây này. Tôi nhận ra cậu rồi. Nhưng mà cậu tránh ra đi, cho tôi đi. Này, cậu về thăm quê à? Hay tối qua nhà tôi đi. Tôi sẽ rủ mấy đứa bạn qua để gặp Linh. Chúng nó mà gặp Linh ý, thì chắc là mừng lắm đấy. Tôi không đi đâu, tôi ngại chỗ đông người. Chắc là tại cái vụ scandal đấy đúng không? Nhân danh là bạn, cũng là fan của Linh lâu năm nhá, tôi cũng nói thật là Linh không bao giờ có thể làm tiểu tác được. Tôi thấy mệt, tôi đi trước đây. Nhìn cái mặt đi, biết ngay là lại trà xanh cướp chồng người khác rồi. Lên phim toàn đóng vai đạo lý, mà ngoài đời sống như con què. Cướp chồng, đánh đàn em, giả tạo, hối hận vì đã từng là fan. Không. Đi chết đi.
Không phải tôi. Và sau đây, công cuộc chinh phục người yêu cũ của mình chính thức bắt đầu. Mọi người hãy theo dõi để xem mình làm như thế nào nhé. Không phải tôi. Linh. Linh. Cậu làm sao đấy? Tôi biết là công việc của tôi có nhiều cám dỗ, nhưng mà tôi chưa bao giờ đánh mất mình và cũng sẽ không bao giờ đánh mất mình cả. Tôi đã nỗ lực, đã cố gắng, nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại mất hết tất cả? Linh, cậu còn có tôi mà. Tôi luôn tin cậu. Còn những cái con người đấy, tôi nghĩ cậu hãy vứt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình đi. Vì căn bản họ không xứng đáng để cậu bận tâm. Nếu mà họ đã tin mình thì mình không cần giải thích gì, thì họ vẫn sẽ tin mình. Còn những kẻ mà đã hoài nghi ấy, thì dù cậu cố gắng giải thích, có cố gắng nói như thế nào ấy, thì họ vẫn không bao giờ tin mình cả. Cậu cũng hiểu được đâu. Tôi yêu diễn xuất, tôi yêu màn ảnh. Tôi... Hay là cậu ký hợp đồng làm diễn viên độc quyền với tôi đi. Tôi có một kênh YouTube ở mấy chục sắp rồi đấy. Tôi chưa cho ai lên hình đâu nhá. Cậu là được ưu tiên lắm đấy chứ. Tôi nhiều anti-fan lắm đấy. Cậu không sợ sập kênh à? Tôi chỉ sợ không làm được gì cho cậu thôi. Bây giờ ấy, cậu cứ coi như đây là thời gian để cậu lọc bạn, lọc fan, và cũng là thời gian để mình nghỉ ngơi đi. Nghe nói cậu bị ngất ở trên phim trường nhiều lắm đúng không? Cậu cứ như thế. Tôi xót lắm đấy. Ok. Ai? Nhân viên mà đi mà không đợi sếp à? Linh! Linh! À, đây rồi, đây rồi. Đấy, ở đây là rất thích hợp để quay vlog mukbang về quả quê đấy. Thế quả quê đâu? Chết, tôi quên để ở nhà mất rồi. Đấy, đầu óc cứ mải nghĩ tới Linh. Thế nên là... Nói Linh ta, Linh tinh. Thôi, Linh ở đây, đây chung một chút nhá. Cố gắng. Ô, lên. Ngồi đây. Anh cho em chai nước. Mỏi ơi là mỏi. Nhận cái dự án đầu tư ở đâu mà như khỉ ho cổ gáy thế này. Đường làng thì quanh co, đi vào thì ô tô chẳng vào đến nơi. Ở đây đã thế này rồi mà còn ở mấy ngày, quay phim mấy ngày, ai mà chịu nổi. Ôi, dự án này là của ham đầu tư đây. Ôi trời ơi, tôi phải vất vả lắm mới mua được vai cho cô đấy cô ạ. Ham đầu tư thì cũng được, nhưng mà đầu tư cái kiểu gì mà cả ekip, có mỗi mình em với sếp là thế nào? Thực ra là ấy, mấy ngày hôm nữa mới đến ngày quay. Nhưng mà tôi đưa cô đến đây để đến nhà chủ tịch ham mà để còn thăng tiến chứ. Đúng là chỉ có sếp hiểu em. Chuyện tôi lại không nắm rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của cô ấy thì còn ai nắm rõ vào đây nữa. À đấy, chết rồi, cái túi đồ ngủ của cô tôi lại để quên ngoài xe mất rồi. Èo, quan trọng như thế mà cũng quên à? Nhưng mà thôi, em không ra lấy đâu, mỏi chân lắm. Thôi được rồi, cô cứ ngồi yên ở đây để tôi đi ra tôi lấy. Gớm nữa. Trời, ai đây, ai đây? Trời ơi, bây giờ rể rách nghèo hèn đến mức phải về quê ra đứng đường à? Tôi không muốn nói chuyện với cô và cũng không muốn gặp cô.
sao? Cô sợ cái ánh hào quang của tôi chói lọi quá, cô không chịu được à? Hay là thôi, bây giờ muốn nổi tiếng lại không? Hay là cô đánh tôi đi. Đánh tôi rồi á thì cô lại nổi lênh phênh như trước. Cô đúng là trơ trẽn thật mà. Thì sao? Này, con gái con đứa, cười cứ ngoạc cái mồm ra. Thì sao? Sao anh dám ném cái thứ đồ bẩn thỉu đó vào người tôi hả? Hả? Gì? Cô nói bánh mì này là thứ bẩn thỉu á? Cô dám khẳng định với tôi là cô chưa bao giờ ăn bánh mì không? À, hay là cô toàn ăn những cái thứ nó ấy ấy. Này, cái đồ nhà quê trên đất Bắc Tết như anh ấy có quyền gì để nói tôi hả? Anh là người rừng đúng không? Nhà không có mạng à? Không biết tôi là ai à? Hả? Cô là ai? Cô chính là người đã mua chuộc thư ký của chủ tịch La La, và chính cô là người đã bỏ thuốc ngủ vào cốc rượu của Linh, dàn cảnh và bôi tiếng bẩn cho Linh. Anh đừng có mà bịa đặt. Tôi bịa đặt hay không ấy, cô cứ về hỏi lão Sang, gọi cho thư ký là sẽ rõ. Cô ta đã khai hết với cả tôi rồi. Chỉ mấy hôm nữa thôi, tòa sẽ triệu tập hai người về tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Anh Trung ơi, em xin anh, em xin anh đấy ạ. Này, hắn ta là ai mà anh cứ khùng núm khép nép hèn hạ thế? Ui, đây là anh Trung, chủ tịch của Han đấy. Anh ơi, tất cả là do cô ta, em không biết gì đâu ạ. Này, anh bị điên à? Rõ ràng là anh nói với tôi là anh muốn đuổi cổ cô ta, tại vì cô ta hết lá dịch lợi dụng cơ mà. Hơn nữa, anh còn nói với tôi, cô ta biết bí mật của anh, anh kinh doanh bẩn, nên là anh để cô ta không ngóc đầu lên được cơ mà. Cô im ngay đi chứ tôi. Thôi. Trời ơi. Hai người hãy im lặng và rời khỏi đây đi. Tôi không muốn hai người phá hoại cuộc sống yên bình ở vùng quê này. Anh Trung ơi, anh cho em xin ạ. Mình về thôi Linh. Anh Trung ơi, em xin anh. Anh Trung ơi. Sời ạ. Phải cô đi. Cậu nói đi, tại sao cậu không cho tôi biết được thân phận thật của cậu? Hay là cậu sợ tôi gạ gẫm, tôi lợi dụng cậu? Không phải như thế, mà là tôi chỉ muốn sống được yên bình ở bên Linh thôi. Yên bình một cách giả tạo. Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết việc cậu điều tra thứ, mà trong khi đó việc đó có liên quan đến tôi mà? Bởi vì tôi không muốn Linh phải bận tâm bất cứ điều gì cả. Được, bây giờ cậu nói cho tôi nghe, còn chuyện gì cậu giấu tôi nữa? Có một việc tôi vẫn giấu Linh. Tôi yêu em. Tôi yêu em từ rất lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra cho em biết. Cho nên tôi chỉ dám đứng từ xa để theo dõi em. Khi biết em về quê, tôi đã theo em về và đóng giả làm anh nông dân để có thể sống những phút giây yên bình ở bên em. Tôi không biết tại sao tôi lại như thế nữa. Tôi... Cậu nói yêu tôi mà cậu lại lừa dối tôi. Linh! Linh! Em hẹn anh ra đây tức là em đã tha lỗi cho anh rồi đúng không? Đã thay đổi cả cách xưng hô rồi luôn à? Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em đấy. Cũng được thôi, giận dỗi làm gì cho mau già. Tôi à không, em muốn thông báo em sẽ tham gia một dự án phim lớn đấy. Thật á? Vậy là em sẽ lên thành phố à? Dù là em đã lấy lại được danh tiếng với cả có thêm nhiều cơ hội, nhưng mà em vẫn muốn làm diễn viên độc quyền của anh. Ý em là... Anh này, nếu mà không phiền ấy, anh có thể ở lại đây cùng với em không? Mình sẽ nuôi cá và trồng thêm rau, cùng làm vlog nữa. Được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện?
em đồng ý làm người yêu của anh nhé.